Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Đại biểu Quốc hội Gai gốc Lê Thanh Vân bị bắt Ngày 10 tháng 7, BBC cho hay đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân bị bắt liên quan vụ ông Lưu Bình Nhưỡng. BBC cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Lê Thanh Vân khi mở rộng vụ án ông Lưu Bình Nhưỡng. Ông Lê Thanh Vân là đại biểu quốc hội tại thời điểm bị khởi tố ông bị điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, theo Điều 358 Bộ Luật Hình Sự. BBC dẫn Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường ngày 10 tháng 7 cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc đồng ý khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc, đồng thời tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông Lê Thanh Vân thủ tục này được thực hiện theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Và đây là hình bài trên BBC. BBC cũng cho biết ông Lê Thanh Vân và ông Lưu Bình Nhưỡng đều là đại biểu quốc hội, thường có nhiều phát biểu gai góc, không ngại đụng chạm tại nghị trường. Trong vụ án ông Lưu Bình Nhưỡng, báo chí Việt Nam chỉ đưa tin theo cách dẫn lại thông báo của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình, bên phát lệnh bắt giam ông Nhưỡng chứ không đưa ra tin đa chiều. Theo BBC, vụ bắt ông Nhưỡng hồi tháng 11 năm 2023 được một số nhà quan sát đánh giá là có màu sắc chính trị. Theo đó, một số nhà quan sát cho rằng ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt có thể vì tiếng nói của ông trước quốc hội, trên báo chí, kiến nghị của ông trong những vụ án, cụ thể đã không làm vừa ý một ai đó. Vẫn theo BBC, khi còn là đại biểu và cả sau này, ông Lưu Bình Nhưỡng từng lên tiếng về vụ đồng tâm, vụ tử tù Hồ Duy Hải, thậm chí không ngần ngại phê phán Bộ Công an Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao trong các phát biểu tại nghị trường quốc hội. Tương tự, BBC dẫn những phát biểu gai góc của ông Lê Thanh Vân như việc ông từng có màn tranh luận gây gắt với Tổng thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong liên quan đến dự án Sài Gòn Đại Ninh vào tháng 11 năm 2023. Ông Vân chất vấn việc thành lập tổ công tác để thanh tra lại kết quả đoàn thanh tra có đúng luật không? Với vai trò kép, vừa là thủ trưởng cơ quan thanh tra, vừa là người đứng đầu cơ quan nhà nước, tổng thanh tra chịu trách nhiệm gì trước pháp luật. Và đây là hình ông Lê Thanh Vân. Ông Vân từng nhìn nhận nhiều người nhà quan, miệng gan, gan thép và không ít thư ký giúp việc cho vị thế dưới một người trên muôn người liên quan đến đại án chuyến bay giải cứu. Không loại trừ khả năng có sự đồng thuận, tương tác lẫn nhau giữa cán bộ giúp việc và thủ trưởng hoặc thủ trưởng ngơ đi bật đèn xanh cho người dưới làm cạn. Việc này bản thân người thủ trưởng mới biết được và chuyện xác định trách nhiệm pháp lý thì khó có bằng chứng cụ thể. Nguyên tắc là người nào làm, người nấy chịu. Ông Vân trả lời báo Dân Trí hồi tháng 10 năm 2023 về vụ chuyến bay giải cứu, đề cập đến việc ông Phạm Trung Kiên, thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế, nhận hối lộ. BBC cho biết thêm về ông Lê Thanh Vân, ông sinh năm 1964, quê tại Hậu Lộc, Thanh Hóa. Ông có trình độ tiến sĩ luật Ông là đại biểu quốc hội các khóa 13, 14 và 15 và là ủy viên thường trực ủy ban tài chính ngân sách các khóa 14, 15. Ông Vân từng làm việc tại vụ hoạt động đại biểu dân cử, nay là ban công tác đại biểu thuộc ủy ban thường vụ quốc hội, vị nghiên cứu lập pháp thuộc ủy ban thường vụ quốc hội và ủy ban tài chính ngân sách. Ông cũng từng làm phó bí thư tỉnh ủy Hải Dương từ tháng 3 năm 2014 đến tháng 12 năm 2015, trước khi trở lại ủy ban tài chính ngân sách giữ chức ủy viên thường trực. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Đại biểu Quốc hội gay gốc Lê Thanh Vân bị bắt. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Vụ cây xanh công minh liên quan đến 19 tỉnh, thành phố. Ngày 9 tháng 7, BBC cho hay cây xanh công minh bị khởi tố, phân phôi cả hệ sinh thái, liên minh khắp cả nước. Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra A09 Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn cây xanh công minh và các tỉnh, thành phố liên quan để điều tra 3 nhóm tội, trong đó có tội danh tham nhũng nhưng dù đã khởi tố vụ án, Bộ Công an vẫn chưa khởi tố bị can nào. Và đây là hình bài trên BBC. BBC cho biết, vì cơ quan an ninh chứ không phải cơ quan cảnh sát là bên xử lý vụ án, cho thấy đây có thể là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, theo Điều 16 của luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự. Thực tế đã cho thấy, Bộ Công an đã yêu cầu hàng loạt tỉnh thành cung cấp hồ sơ dự án trồng cây đô thị liên quan công minh để xác minh dấu hiệu tội phạm, bao gồm các tỉnh, thành phố như Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đắk Nông, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương, Trà Vinh, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cà Mau, Bạc Liêu và Gia Lai. BBC dẫn kết quả rà sót của Bộ Công an cho thấy có hơn 50 công ty thuộc hệ sinh thái của công ty Cây Xanh Công Minh tham gia đấu thầu trên 600 gói thầu ở nhiều địa phương với số tiền trúng thầu lên tới hàng ngàn tỷ đồng. Báo chí nhà nước mô tả, Công Minh là công ty có khả năng trúng thầu vô địch. Công ty này đã tham gia 228 gói thầu, trong đó trúng 172 gói, trượt 37 gói, 14 gói chưa có kết quả và 5 gói đã bị hủy, trải dài trên 19 tỉnh thành phố trên cả nước và nhiều nhất ở các địa phương như Bình Phước, Đà Nẵng, Sài Gòn, Long An và Tây Ninh. Và đây là hình đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, cục phó A09, tại cuộc họp báo ngày 8 tháng 7 về vụ cây xanh công minh. BBC dẫn phân tích của báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh cho biết, biện pháp của công ty cây xanh công minh để vô địch trúng thầu là thay đổi người đại diện pháp luật liên tục, tăng vốn điều lệ, xây dựng hệ sinh thái để liên minh nhằm tăng khả năng trúng thầu. Theo tờ báo này, tính đến tháng 3 năm 2023, Công ty Việt Nam Xanh đã có tới 11 lần thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ở Đắk Nông và tăng vốn điều lệ lên 10 tỷ đồng. BBC dẫn thông tin, công bố dịp kỷ niệm 25 năm hình thành và phát triển năm 2019, công ty trách nhiệm hữu hạn cây xanh Công Minh có 1.600 cán bộ nhân viên với 63 văn phòng đại diện ở 52 tỉnh thành trong cả nước. BBC nhắc lại lưu ý về việc bên khởi tố vụ án cây xanh công minh là cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an A09, chứ không phải Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu C03. Theo điều 16 của luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, một trong những nhiệm vụ quyền hạn của A09 là điều tra vụ án hình sự về các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, kiểm tra hoạt động điều tra, xử lý của cơ quan an ninh điều tra công an cấp tỉnh. Và đây là hình công ty cây xanh công minh nhận huân chương lao động hạng 3 năm 2019. BBC dẫn lời một luật sư nói rằng trong trường hợp C03 quá tải thì lãnh đạo Bộ Công an có quyền yêu cầu bên cơ quan an ninh điều tra làm án, đặc biệt là một số vụ việc lớn. Trong vụ án cây xanh công minh đã có gần 20 tỉnh thành trực thuộc Trung ương phải cung cấp hồ sơ về các gói thầu của công ty này. Như vậy, ở đây có yếu tố vụ án hình sự về các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và không loại trừ khả năng vụ này liên quan tới nhân vật lớn. BBC bình luận xét về mối quan hệ cơ bản thì bên chủ đầu tư các công trình cây xanh là chính quyền các địa phương. Do đó, các hành vi vi phạm quy định về đấu thầu, đưa hối lộ, nhận hối lộ nếu có xảy ra như cáo buộc thì hẳn có sự tham gia của cán bộ nhà nước. BBC cho biết thêm, báo công thương đã nhắc tên của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 12 là ông Lê Trương Hải Hiếu, con trai cựu bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải là người đã ký gói thầu trị giá hàng chục tỷ đồng mà chỉ có một mình cây xanh công minh tham gia đấu thầu và trúng thầu. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Vụ cây xanh công minh liên quan đến 19 tỉnh, thành phố. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới